giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Chụp hình cùng Bảo Anh sau ồn ào người thứ ba, Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ với biểu cảm 10 lần như một. Trong khi Bảo Anh tỏ ra thoải mái, Phạm Quỳnh Anh lại khiến dân mạng khó hiểu với biểu cảm khá gượng gạo. Tháng 10, 2018, thông tin Phạm Quỳnh Anh Quang Huy ly hôn sau nhiều năm chung sống khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Khi hôn nhân ấy đổ vỡ, Bảo Anh bất ngờ bị dân mạng lôi vào cuộc. Nữ ca sĩ bị nghi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Dù lên tiếng đính chính cũng như tung bằng chứng khẳng định bản thân trong sạch, nhưng thị phi vẫn không buông tha Bảo Anh. Quá mệt mỏi vì những lời miệt thị, Bảo Anh viết tâm thư trên trang cá nhân vào tháng 12, 2018. Cô tác thẳng tên Phạm Quỳnh Anh Quang Huy trong bài viết để lấy lại trong sạch cho mình. Tuy nhiên, cả hai không có bất cứ hành động hồi đáp nào cho những lời giải bày của đàn em. Sau những tin đồn xích mích không hay, mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Phạm Quỳnh Anh, Bảo Anh hiện diện trong một khung hình. Theo đó, trong chuyến lưu diễn tại Úc, ba mẹ hai con và đàn em đã cùng nhau ghi lại khoảnh khắc vui vẻ tại đây. Chụp hình chung với nhau nhưng Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với biểu cảm 10 lần như một. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là biểu cảm khó hiểu của giọng ca sinh năm 1984, trong khi Bảo Anh luôn giữ được sự tươi tắn rạng rỡ. Phạm Quỳnh Anh lại có phần khiên cưỡng, nụ cười mỉm cũng mang chút gượng gạo. Chưa kể dù chụp ảnh chung nhưng Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh không hề có sự tương tác hay thể hiện sự thân thiết với nhau. Thậm chí khi bầu show tại Úc đăng tải tấm hình lên mạng xã hội, Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đều không like hay bình luận. Trước đó, trong đám cưới Lê Hiếu, Phạm Quỳnh Anh, Bảo Anh có mặt nhưng không chụp ảnh cùng. Tuy nhiên, khi đứng cùng nhau trên sân khấu, phụ cũ Quang Huy đã chủ động nhường micro cho Bảo Anh khi cô đang hát dở nửa bài. Đây được cho là hành động đập tan xích mích giữa hai nữ nghệ sĩ sau nhiều ngày vướng tin đồn không hay. Phản ứng của Naizen Hàn về vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki, cảm giác Song Hye Kyo đã làm gì có lỗi. Dư luận Hàn Quốc bất ngờ đứng về phía Song Joong Ki trong vụ ly hôn này. Sau bài thông báo chính thức của Song Joong Ki về vụ ly hôn, cư dân mạng Hàn Quốc đã bàn tán về vụ việc một cách vô cùng sôi nổi. Rất nhiều ý kiến về vụ Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki đã xuất hiện. Điều đáng nói, nhiều người dự đoán rằng nguyên nhân ly hôn là do Song Hye Kyo đã làm điều gì có lỗi với Song Joong Ki. Khá nhiều ý kiến như: tôi cảm giác không phải lỗi của Song Joong Ki. Cảm giác Song Hye Kyo đã làm sai cái gì đó kinh khủng lắm. Sau tất cả những lùm xùm về vụ việc họ có đeo nhẫn cưới hay không, thì chuyện này đã thực sự xảy ra, sốc thiệt luôn á. Sốc tới óc luôn, vì vậy trời mới sáng sớm mà đã bủng rụng hết tay chân. Song Joong Ki có vẻ khôn ngoan khi kết thúc mọi chuyện sau khi nhận ra mình phải làm gì. Ai cũng biết Song Joong Ki đã mê mệt cô ấy một thời gian dài, nên việc anh đệ đơn ly hôn khiến tôi hết sức quan ngại cho danh tiếng của Song Hye Kyo. Mình đã thấy là họ quá vội vàng khi cưới nhau rồi, và Song Joong Ki thì yêu chị ấy hơn rất nhiều ấy. Việc anh ấy đệ đơn ly hôn trước và nói rằng đang trốn chạy khỏi nỗi đau hiện tại khiến mình thắc mắc lắm. Ai cũng biết anh là fan bự của cổ từ trước khi họ cưới nhau, và tôi nghĩ là Song Hye Kyo làm gì đó sai á. Fan cả hai chắc đang rầu lắm. Sao mọi người lại sốc vì chuyện này? Từ đầu, khi nghe tin hai người cưới nhau, tôi đã thấy Song Joong Ki phạm sai lầm lớn rồi. Cô ta dính rất nhiều thị phi với những người đàn ông khác và cả scandal trốn thuế cơ. Còn choáng váng hơn khi họ tuyên bố kết hôn nữa. Cảm giác Song Hye Kyo đã làm sai trái cái gì đó kinh khủng lắm. Ông đệ đơn trước kìa, tôi đã biết là ông quá vội vàng khi cưới một người phụ nữ nhiều tai tiếng, lẽ ra anh phải cẩn trọng hơn. Sốc quá mọi người ơi! Họ đã là cặp đôi thế kỷ đó, vậy mà ông đệ đơn ly dị trước, Song Hye Kyo thực sự đã làm điều gì nhỉ? Bởi mới nói Song Hye Kyo suốt ngày dính tin đồn phim giả tình thật mà. Mới cưới chưa được bao lâu, nếu là thật thì choáng quá. Có vẻ Song Joong Ki đã cố nhẫn nhịn nhưng không thể. Các bà còn nhớ hồi trước báo đài chẳng rùm beng cái vụ đeo nhẫn cưới không? Chắc đã đánh hơi được từ thời đó và rình thời điểm công khai thôi. Tốt nhất là ly hôn trước khi có con cái. Tin sốc nhất mấy nay luôn á, báo chí Trung Quốc biết trước rồi. Tôi cảm giác không phải lỗi của Song Joong Ki. Song Joong Ki có vẻ quá ngây thơ rồi. Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, dân mạng đào lại lời dự báo hôn nhân năm nào.
Ngay trước khi đám cưới cổ tích của Song Joong Ki và Song Hye Kyo diễn ra, cặp đôi đã được dự báo sẽ khó lòng chung sống lâu dài dù yêu nhau say đắm. Mới đây, thông tin Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo khiến cả châu Á rung động. Từng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí, nhưng cả hai đã nhanh chóng ly hôn sau 1 năm 8 tháng chung sống. Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ cảm thấy suy sụp, mất niềm tin vào gia đình nhà người ta. Bên cạnh đó, nhiều netizen lại cho rằng đây là một cái kết đã được dự báo trước. Cụ thể trước đó, từ ngày 5 tháng 7, 2017, trang Never của Hàn Quốc đăng tải bài viết phân tích nhân tướng học cặp đôi song song sẽ khó lòng chung sống lâu dài. Theo đó, bài viết này phân tích may mắn của Joong Ki khá tốt trong năm 2018, nhưng sự may mắn của anh ấy sẽ rơi thẳng xuống thác nước trong 2019. Số mệnh của anh ấy cực kỳ tệ, khi anh ấy quen với một người phụ nữ mạng thủy học mộc. Anh ấy dễ dàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với những người phụ nữ mạng này, và đây là một điều hoàn toàn không tốt. Số mệnh của Hyo không có yếu tố hỏa, vì vậy cô cần một người có hỏa trong đời mình. Nhưng Song Joong Ki cũng không có hỏa. Số mệnh của họ không tốt dành cho nhau. Họ sẽ cãi nhau thường xuyên nhưng vẫn yêu nhau say đắm. Vì vậy họ cuối cùng sẽ kết hôn với nhau. Sự may mắn của cả hai đều tốt trong năm 2018, nhưng vấn đề sẽ nảy sinh trong năm 2019. Cả hai sẽ có cuộc sống khó khăn. Họ bắt đầu xa nhau từ năm 2020. Không có cách nào cả hai sẽ ở chung với nhau lâu dài cả. Chỉ là vấn đề thời gian khi nào sẽ ly hôn thôi. Nhìn vào số mệnh của họ, họ thật sự không hợp nhau nhưng vẫn ở cùng nhau. Blogger này còn chia sẻ, tôi không biết cách nào họ có thể đến được với nhau nữa. Số mệnh của Song Joong Ki là sẽ có nhiều phụ nữ thích anh ấy, và hầu hết họ là những người được nhiều người ngưỡng mộ. Tình yêu mới của cả hai sẽ xuất hiện vào năm 2021. Đoạn chia sẻ này đang được dân mạng Việt Nam đào lại và chia sẻ chóng mặt. Đã có đáp án cho việc tại sao Song Hye Kyo bị đổ lỗi vùi dập sau vụ ly hôn với Song Joong Ki. Nữ hoàng giải trí xứ Hàn bỗng nhiên bị cư dân mạng trong nước chỉ trích vì hai lý do này. Chuyện hôn nhân tan vỡ của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki trở thành thông tin gây chấn động làng giải trí châu Á. Vốn là cặp đôi trong mơ của hàng triệu người nên sự đổ vỡ này rất được quan tâm. Luật sư của Song Joong Ki thì cho biết lỗi của việc ly hôn chủ yếu tới từ Song Hye Kyo. Song Joong Ki ngay sau khi đệ đơn đã nhanh chóng công khai, chủ động liên lạc với truyền thông để thông báo vụ việc. Có hai điều khiến Song Hye Kyo bị dân mạng trong nước vùi dập. Một là căn bệnh ngôi sao và hai là sự đa tình. Cô thậm chí còn bị nghi ngờ ngoại tình với bạn thân của Song Joong Ki. Trên các diễn đàn mạng xứ Hàn liên tiếp bùng nổ những nghi vấn về nội bộ cuộc sống gia đình của cặp đôi song song. Nhiều người cho rằng khó ai có thể chịu nổi tính cách của Song Hye Kyo. Một bình luận khác nhận định, tôi nghi ngờ về bản tính của Song Hye Kyo trong vụ việc chia tay này. Việc Song Joong Ki là người chủ động ly hôn khiến nhiều cư dân mạng Hàn nảy sinh nghi ngờ tài tử này đã phải chịu đựng và muốn giải thoát. Song Hye Kyo đã làm chuyện gì có lỗi, cô ấy đã khiến anh ấy phải nhẫn nhịn, là một loạt các phỏng đoán được đưa ra. Trước đó, nữ diễn viên từng vướng tin đồn mắc bệnh ngôi sao khi tham gia một số sự kiện ở nước ngoài. Hai cuộc tình của Song Hye Kyo trước khi đến với Song Joong Ki cũng được bàn tới. Liệu có phải vì tính cách của Song Hye Kyo nên cả Lee Boon Hun và lẫn Jun Bin đều từ bỏ? Một cư dân mạng đều lên tiếng, cô ấy không thể bên cạnh một người đàn ông nào lâu dài cả, một ý kiến khác được đưa ra. Ngoài ra, Song Hye Kyo còn bị cư dân mạng đánh giá là người phụ nữ đa tình. Bất kỳ một vai diễn nào, người đẹp cũng khiến báo giới rầm rộ tin đồn phim giả tình thật. Từ Song Sun Hoon trong Trái tim mùa thu đến Kim Min Young trong Thiên thần hộ mệnh, hay với Kang Dong Won trong My Friendlin đều khiến người ta phải bàn tán. Khoảng một tháng trước khi hôn lễ thế kỷ diễn ra, nhà triết học nghiên cứu tử vi Lee Seok Ho đã đăng tải một bài viết giải mã độ tương hợp giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Quẻ bói của Song Hye Kyo chỉ ra rằng cô ta không thể sống trọn đời bên người bạn đời của mình được. Còn quẻ bói của Song Joong Ki thì cho thấy cậu ấy sẽ lấy người phụ nữ trăng hoa ngoại tình hoặc một người phụ nữ có quá khứ. Kết luận lại rằng những điều ấy sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của cả hai thất bại. Xem xét toàn cảnh thì sẽ có một cuộc chia ly vào năm 2019. Kết hôn và ly hôn là quyết định của cả hai bên. Thậm chí nếu may mắn thì nhiều người vẫn có thể vượt qua và tiếp tục sống. Thậm chí Song Hye Kyo còn bị đồn đoán có mối quan hệ tình cảm với Park Bo Gum, người em thân thiết của Song Joong Ki, sau khi cả hai hợp tác đóng chung phim. Trước những tin đồn này, phía đại diện của hai diễn viên đều lên tiếng phủ nhận. Họ khẳng định nguyên nhân ly hôn vì khác biệt tính cách, phủ nhận chuyện có người thứ ba.
Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều là hai ngôi sao lớn trong làng giải trí châu Á. Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi hậu duệ mặt trời cùng những lời nói cử chỉ ngọt ngào khiến họ từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt công chúng. Cả hai làm đám cưới bí mật vào tháng 10, 2017. Việc ly hôn của cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối trong lòng fan hâm mộ. Đừng vội đổ lỗi, Song Hye Kyo thực chất rất thật lòng với Song Joong Ki khi từng nói trong nước mắt, tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy. Một cô gái như Song Hye Kyo tài sắc vẹn toàn, sự nghiệp vững vàng, nhưng thứ tình yêu tự do vô tư lự mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân tìm kiếm vẫn chẳng thể vẹn tròn. Tôi khao khát được yêu một tình yêu tự do vô tư lự, nhưng là một nghệ sĩ, thật không dễ dàng để cân bằng giữa công việc và tình yêu. Song Hye Kyo từng giải bày như thế trước truyền thông khi cô còn đang là bông hoa chưa thuộc về ai. Và ngày hôm nay, khi thông tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức đệ đơn ly hôn sau 1 năm 8 tháng mặn nồng đã khiến câu nói này một lần nữa được lục lại. Ai cũng tiếc nuối cho một câu chuyện tình đẹp, nhưng tiếc nuối nhiều nhất vẫn là đoạn đường tình duyên đầy trắc trở của Song Hye Kyo. Bởi suốt 14 năm qua, từ khi mới là cô gái 23 tuổi và đến lúc trở thành quý cô ở tuổi 37, Song Hye Kyo vẫn chẳng thể tìm được cho mình một cái kết tình yêu vẹn tròn như cách cô mong ước. Mà đổi lại, mối tình nào đi ngang đời cô cũng mang nhiều ồn ào, sự chú ý từ dư luận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Mới đây, trên mạng tiếp tục xôn xao một đoạn phỏng vấn của Song Hye Kyo với phóng viên. Theo đó, đoạn phỏng vấn này đã diễn ra vào thời điểm trước đó, như chưa từng được công bố. Cụ thể, khi phóng viên đặt câu hỏi, có thông tin bạn đã ly hôn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thì Song Hye Kyo đã bật khóc và ngay lập tức rời đi khỏi buổi họp báo. Ngay sau đó, nhân viên đã yêu cầu phóng viên chỉ hỏi những câu hỏi về bộ phim, không đặt các câu hỏi liên quan tới đời sống cá nhân. Sau 10 phút vắng mặt, Song Hye Kyo trở lại với buổi phỏng vấn với đôi mắt sưng húp. Sau khi xuất hiện, Song Hye Kyo cúi đầu và nói lời xin lỗi. Xin chào, tôi là Song Hye Kyo. Trước hết, tôi rất xin lỗi vì hành vi thiếu chuyên nghiệp của mình. Tôi là người của công chúng và tôi không nên rời khỏi cuộc họp báo đột ngột. Vấn đề phóng viên đề cập rất nhạy cảm với tôi vẫn chưa thể vượt qua nó. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Ngay cả khi đó là một quyết định khó khăn, tôi vẫn quyết định nộp đơn ly hôn. Song Hye Kyo nói trong nước mắt, tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thông tin bài phỏng vấn này vẫn chưa được xác nhận. Khá nhiều người hoài nghi về tính xác thật của bài báo và cho rằng có thể đây là sản phẩm từ phía fan hâm mộ mà thôi. Trước đó, tờ Korabu cũng dẫn lời từ một người được cho là bạn thân của Song Hye Kyo tiết lộ rằng cô giảm cân và khóc rất nhiều trước vụ hôn nhân tan vỡ.